Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả TOT Shop hôm nay thì bên mình có về một cái lô sản phẩm mới ừ, Cũng không phải là mới đâu nhưng mà uh, khá là đặc biệt, khá là đẹp Đó, đây là trước mặt các bạn đến đây là ba cây đốt trúc đó, Phải gọi là ba cây đốt trúc ừ, Được làm rất là đẹp luôn, trời ơi Đó, nhìn này, anh em nhìn thấy không? Màu mè kiểu cái ánh kim của nó rất là kinh khủng thì cái cây này là cây um, titan anh em nhé tất cả đều là titan hết full titan luôn một cây full titan chắc buộc trời ơi nó thì đợt vừa rồi mình đặt khoảng 5 cây nha nhưng mà hiện tại bây giờ thì uh, do chờ khá là lâu nên là một vài người anh em đã hủy đơn nên là chỉ còn về được có ba cây thôi ba cây này là đều là ba cây chặt 75 hết anh em nhé chặt 75 vào đầu như là 13 hay sao ấy. đó cây này thì cũng có thể là custom được tức là làm theo ý 70 68 69 70, 75, 80, 85 gì đều được nhá, đó. Thì đây mình sẽ review một chút mấy cái cây màu này, cái hai cây này thì nó màu xanh xanh còn cây này thì lại hơi hơi húng đỏ đỏ một tí, đó. Húng, húng đỏ đỏ <laughs> Như thế nào mấy ông lên màu cũng không được không phải là không được ấy đâu, không được hơi đều một tí. Mà nhìn từ những cái ấy thì nó khá là giống nhau đấy mà đây là người ta làm bằng tay chứ không phải làm bằng này có những cái vết thì không phải không phải giống nhau tức là họ cũng chỉ ép theo khuôn mẫu thôi sau đó thì họ làm tay họ gạch tay các kiểu đấy họ gạch bằng tay lấy cái máy mài mài bằng tay mà thì nó ra những cái hình thù như này đấy thì cũng chắc là cũng tương tự tương đương nhau thôi gần, gần giống nhau thôi này. chắc là mấy cái này là mấy cái đồng thôi này chứ không phải titan mấy cục này là mấy cục đồng đấy như kiểu là mấy cái măng búp bút tre dùng kiểu mọc lên đây, mấy cái mầm lo nhỏ ở cái lá <laughs> kiểu kiểu như vậy đó thì đây là cây uh, đốt trúc uh... nói chắc, nói chung là cứ nói nó gọi là, nó là đốt trúc đi cũng không biết tên chính của nó là gì nhưng mà cái kiểu dáng của nó kiểu dáng nó... chữ y đặng phi hổ ấy cái kiểu ấy. về tổng quan chung các kiểu ấy thì anh em nhìn qua này đó, anh em nhìn này Đấy, từ cái màu sắc các kiểu thì mình không nói làm gì vì cái màu sắc này nó sẽ lên tùy hứng thôi cái thằng này nó lên thì cái thì nó hơi hung hung, đỏ một cái thì nó hơi xanh xanh đấy thì là giá của nó là 3 triệu giá của nó là 3 triệu một cái giá qua đời anh em nhé anh em nào lấy hàng thì đặt cọc chuyển khoản trước cho mình khoảng 70 phần trăm nó thì những cái cây này đã đều được anh em đặt hết rồi nó ba cây này được đều được anh em đặt hết rồi đấy thì bây giờ mình sẽ Uh, zoom để cho anh em xem qua một chút về những cái đường led những cái cái mà nó làm thì ở Việt Nam thì có vài người anh em cũng đã câu mẫu những mẫu như này rồi anh thì uh, anh chụt quẻ đúng không ông chụt quẻ ông ấy làm xong ông ấy cũng khắc khắc, khắc 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 kiểu như này cũng làm đốt trúc các kiểu như này đấy xong rồi lên thì nó nói thật ra thì nhìn nó cũng khá là đẹp cũng khá là bắt mắt chứ không, cũng không phải là không nhưng mà uh, nó cũng không thể hoàn thiện được như ở bên Trung Quốc được nhưng người người làm vẫn chưa vẫn chưa hoàn thiện được như ngựa bên Trung Quốc những cái mẫu 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 kiểu như này. Còn nói về cái độ mài bóng, mài bụng, với cả mài ôm tay các kiểu thì ok đúng là Việt Nam có thể làm được những cái 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 cái, cái mẫu mài, mẫu CNC ấy, những mẫu CNC ở Việt Nam ấy cũng khá là tốt, khá là đẹp. Đấy nhưng mà để làm những cái con titan như này thì khá là khoai. Nhưng mà đấy thì ở đây thì ba cây thì họ làm như một luôn. Đây là làm custom làm, làm bằng tay nhưng chứ không phải làm bằng máy đâu. Đấy nên thành ra là có những cái nó 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 quá tay đây. cái này thì hơi quá hơi dài dài một tí đây, phần này lại hơi dài dài một chút đó đó bên này thì lại không lại bên này như thế đấy nó cứ kiểu kiểu như là có một chút gì đấy thôi nhưng mà cũng không phải là giống một trăm phần trăm con này giống con kia con này giống con kia, nhưng mà từ những cái nét những cái vết ấy thì nó cũng tương tự nhau đấy khá là tương khá là tương đồng đó đấy những cái vết uh, vết như kiểu ấy này thì như là họ gắn cái uh, miếng đồng vào, búp, ấy, búp măng ấy, ấy, kiểu kiểu như thế. Còn ở dưới đít là một um, cái vân gỗ, ấy, vân như kiểu vân gỗ, vân tre hay là hay là uh, mảng nhện gì thấy ở dưới đít, đây rất là hay, đây rất là hay. Ba con con nào cũng có, đây, ba con con nào cũng có. Thế, cây này thì về Việt Nam thì ngày xưa là mình nhớ nó có một số anh em bán cũ ấy bán cũ thì nó rơi vào khoảng 3 triệu gần 3 triệu ấy. mình thì mình lấy được cái hàng cũ về ấy. nhưng mà nói chung cũ thì chỉ có một vài cây thôi chứ không có nhiều bây giờ mình đặt thẳng trực tiếp đặt làm mới luôn mới 100 phần trăm luôn để mà chưa hề có uh, buộc thun hay là gì vào đây cả đấy thì là giá của nó là 3 triệu tròn anh em nhé anh em nào đặt hàng thì uh, cọc cái kiểu ấy còn nói chung là phải cọc còn không ấy bởi vì là cái lúc cái lúc trước tết thì bởi vì là trước tết nó đang nó đang nghỉ tết cả cái, cái 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 bọn làm nó đang nghỉ tết là nó không nó không nó không gì nó không làm thế là thành ra là chờ từ tết đến đến cái thời điểm này này từ tết đến bây giờ mới bắt đầu mới có được ba cây này về mới làm xong được ba cây này thế thì có khoảng 5 người đặt ngoài mình đặt 5 cây cơ đấy năm người đặt đấy, thì năm ừ người đặt thì cuối cùng không cọc xong không kia cứ, cứ nói nói qua nói lại bảo là anh đặt này, này, này thế này, này kia xong rồi không chờ được cũng có cọc có mùa một hay anh cọc xong rồi mình phải chuyển trả lại tiền đấy, vì nó không chờ được thế thôi đấy còn những anh em là chờ được thì hàng về như này đó rất là đẹp luôn đấy còn một số người nói mồm xong rồi không đặt thì thành ra mình đặt về mình ôm đến lúc bao giờ mình mới bán được khoảng một cây lá như này bởi vì nó rất là nhiều người ít người, ít người người ta chơi đến những cái cây lá khoảng 3 triệu này thực sự nhưng nên là nó cần và thích thì mới mua thôi. Chứ còn bảo cái lá ba triệu tao đi tao mua cái cây lá 20.000 tặng bán được chim, làm gì đúng không? Tao đến đây cái đấy như thế không cũng không nói làm gì. Đấy, nhiều người người ta thấy đẹp đẹp thấy sang sang thì bắt đầu quay ra À, hỏi han xong rồi còn là ừ em chắc chắn em mua đấy xong ba hôm sau tiếc tiền đúng không thôi em không mua nữa anh trả lại em tiền đi đó cái đấy cũng mệt lắm nói chung là cũng không nói trước được điều gì đấy, anh em nào thích thực sự thích thì đặt hàng thì uh, cọc cho mình 70 phần trăm anh em nhé 3 triệu ấy, cọc 70 phần trăm khoảng 2 triệu đấy. đấy, tầm 2 triệu được đấy Ok đấy anh em nào cứ sợ đặt cọc đặt cái, cái kiểu này xong đến lúc hàng về thì lại kêu có hàng không cho anh lấy này nọ anh không đặt cọc thì hàng đâu ra mà lấy bởi vì là, đấy như những cái cây này chẳng hạn ba cây này mình về mình thực sự là mình nói là mình đã được người anh em đặt hết rồi đặt khoảng 5 cây cơ nhưng mà lại, bây giờ mình về thì được ba cây thì bởi vì là một số những người người ta đã bỏ người ta không lấy nữa thì thôi chấp nhận mình chuyển khoản lại đấy thì bây giờ mình đã có ba cây này về và cũng không so sẵn luôn nha anh em nhé phải order phải order phải đặt người ta làm Thích ba cái này là ba cái này bảy thôi còn lại là một số người người ta thích 70 hay là 7 mấy, 76 hay 80 gì đấy thì đặt cũng được, chả sao cả. Đó. Đây là cây đốt trúc khá là đẹp. Trời ơi lúc lên màu này Anh 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 anh, anh kim này nhìn trời ơi nó đã đẹp mê luôn. Đó thì anh em nào uh, thích uh, sở sở trường thích về về về, về chặt cột thì chơi cây này thì khá là hợp lý luôn. Rất là hợp lý. Nhiều cây đốt trúc ở bên trên um, bao ấy nó bán cực kỳ đắt luôn thầy nó bán cực kỳ đắt 7 triệu mình trong mình có video cũng có một cái video 7 triệu về triệu mấy một cây trời ơi không hiểu nó làm cái kiểu gì mà cái cây gốc của nó thì chỉ có hai triệu mấy ba triệu thôi mà nó làm đến 7 triệu đấy thì combo của nó đi kèm đây đây một cái dây đeo như này một cái dây đeo dây đeo thì đợt trước thì nó có cái cây dây um, titan các bạn ạ. dây nhưng mà hiện tại bây giờ về nó lại cho mình cái dây này mình không biết thế nào nhưng mà thôi thì cũng tiền nào của nấy thôi, chả có gì là đây, đây cái dây này cũng khá đẹp, ngọc thị phí rồi các kiểu vật vân tại thì tại nó về cái dây này, đó với cả một cái túi, một cái túi để đựng, Đấy. túi rất túi nhung bên trong rất là êm, rất là không bị xước sát gì, anh em chỉ được đút vào cái này là xong, đó, ok, tại thì anh em nào lấy hàng thì liên hệ với mình là số điện thoại bên dưới hoặc kết bạn zalo để mình tư vấn những cái mẫu lá ok hơn nhớ like và subscribe kênh giúp mình để cho mình có những động lực làm những video tiếp theo ok đấy thì đặt hàng thì phải cọc anh em nhé nhớ là đặt hàng phải cọc đó cọc thì mới có hàng về thôi chứ còn những em là tin tưởng hay là gì thì mình cũng vậy thôi bởi vì là nhiều lúc mà mình ôm về xuống ngồi có thể là lúc mà mình thừa tiền nên mình mình đang có tiền dùng rỉnh mình đang có sẵn rồi thì mình có thể lấy về cho anh em trước đó thì mình cũng chưa cần anh em phải cọc nhưng mà một số anh em nào đấy là những anh em là tin tưởng còn những anh em nào mà mới đặt thì thì lên chuyển khoản đấy còn mình cũng không muốn nói làm gì anh em nào chuyển khoản thì có hàng chứ còn uh, bảo là uy tín hay là độ uy tín hay là không uy tín thì anh em cứ lên trên group lên trên các cái, uh, nhóm hội hỏi trường nguyễn tiêu đi shop thì họ sẽ cho các bạn biết là mình có những cái sản phẩm như nào và mình uy tín đến mức như nào ok rồi thế thì nói thế thôi thì thôi xin chào tất cả mọi người nhớ like và subscribe kênh giúp mình nha xin chào